Thưa quý vị, phong trào thi đua dân vận khéo được Ban Dân vận Trung ương phát động vào năm 2009 trên phạm vi cả nước. Qua hơn 12 năm triển khai dưới sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quân chúng, nhiều mô hình hay sáng tạo về dân vận khéo trên địa bàn thành phố đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình Nghĩa tình Thuận Phước của Đảng bộ Phường Thuận Phước, quận Hải Châu, tính từ năm 2010 đến nay, mô hình này đã vận động được gần 3 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.500 lượt hộ nghèo, góp phần cho công tác giảm nghèo trên địa bàn phường. Chị Nguyễn Thị Hiếu, tổ 21 Phường Thuận Phước cho biết, do ảnh hưởng dịch bệnh nên việc buôn bán tại nhà khó khăn, nhất là không có phương tiện đi lại nên chị Hiếu rất chật vật để chăm lo cuộc sống gia đình. Rất may gia đình chị đã được chương trình hỗ trợ phương tiện sinh kế để ổn định cuộc sống. Được phương hỗ trợ trong xe để làm kệ sinh nhai, được chiếc phương tiện mình đi là vui lắm rồi, với hơn nữa được thu nhập được mình có cần mượn hay là sao có cái xe mình đi để trang trải cuộc sống hàng ngày. Rất cảm ơn trong những nhà hậu tâm mình, phương đã quan tâm về nhà gia đình mình. Không chỉ chị Hiếu mà nhiều người dân trên địa bàn đã và đang được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực từ các mô hình dân vận khéo mang lại. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố có gần 700 mô hình trên các lĩnh vực hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình đã được duy trì nhiều năm liền như dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa, các tôn giáo trên địa bàn thành phố tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 10.000 vàng yêu thương. Qua đó khiến diện mạo đô thị thành phố có nhiều thay đổi, khang trang hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Để xây dựng được những mô hình dân vận khéo thiết thực, hiệu quả, các cấp, các ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng đã có những cách làm linh hoạt, đa dạng, triển khai nhiều mô hình dân vận khéo thích hợp ở từng địa bàn, từng đối tượng để vận động thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên, nhân dân đoàn kết tham gia thực hiện với phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Cách làm của chúng tôi là cụ thể là phải có kế hoạch. Kế hoạch là gì? Phải thông qua chi ủy, rồi nghị quyết chi bộ, rồi triển khai đến là quân nhân chính. Tất cả các chỉ thị nghị quyết thì chúng tôi đều là gì? Họp dân, rồi ý kiến, rồi là gì? Tuyên truyền đến người dân thì người dân đồng thuận chấp hành. Thì cho đến giờ phút này thì hầu hết những ý kiến của người dân thì chúng tôi cơ bản là tổ dân phố mặt trận các đoàn thể thì giải quyết kịp thời. Các mô hình mà khi áp dụng vào trong thực tế thì đòi hỏi ở mỗi địa bàn, mỗi khu vực khác nhau phải có cái sự vận dụng tương đối là linh hoạt và phải phù hợp với từng cái thời điểm cũng như từng cái địa bàn thì hiệu quả của các mô hình mang lại sẽ là rất lớn. Có thể nói làm dân vận thực sự không dễ. Người làm công tác dân vận luôn gần dân, sát dân, có khi phải gác lại niềm vui hay nỗi lo riêng của mình để chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ địa phương. Vấn đề mà bất xúc ở địa phương là tôi đều giải quyết được. Mà hắn vui, mình công việc của mình khó, mặc dù túi mình nhịn đúa, mình đi lồn nhiệm vụ mà mình về mình thấy gia đình họ trừ hạnh phúc, câu họ hạt, thi đệ hạt, những đồ là điều đó là hắn đem lại cho mình rất là vui. Không quay đi cái khó khăn của mình trước đây. Thực tế tại Đà Nẵng cũng đã chứng minh, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh, song trong năm 2022, với sự đồng thuận cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Đà Nẵng đã tạo nên nhiều bứt phá trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, GDP tăng 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi xác định là công tác dân vận khéo là một trong những nhiệm vụ rất trọng tâm, thường xuyên trong công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi đánh giá rất cao cái phong trào dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có những cái mô hình làm hết sức là sáng tạo và có những đóng góp tích cực trong cái phong trào vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh ở đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là thực hiện cái an sinh xã hội. Song qua thực tiễn triển khai phong trào dân vận khéo, việc xây dựng các mô hình tại các cơ quan đơn vị địa phương vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Vì vậy, ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành đề án
một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị để triển khai đề án này cụ thể, trong đó chú trọng việc phát động xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông qua cái hội nghị lần này thì mong muốn là cái phong trào dân vận khéo trên địa bàn sẽ được triển khai sâu rộng và rộng khắp trên các cái hệ thống chính trị, các cư dân của thành phố Đà Nẵng, nhằm đến năm 2030 là làm sao đó cái phong trào này nó luôn tồn tại và phát triển để góp phần cái thực hiện cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt tại hội nghị sẽ có chương trình tọa đàm giao lưu với các nhân vật thực hiện các mô hình dân vận khéo tiêu biểu và trao bảng biểu trưng cho 16 mô hình tiêu biểu trên địa bàn thành phố.